kính thưa với các cụ và toàn thể gia quyến như thế này. Trước khi đây là khóa lễ báo ân phước là các con báo hiếu cho cha mẹ. Thì đây vợ chồng con là Hào, là Kiên, là con trai, con dâu của cha trong nhà. Đây là khóa lễ báo ân cho cha đó. Thì vợ chồng con cùng với anh chị, các anh các chị trong nhà để có một phần đèn hương, phần rượu, cơm trứng chậu nước và ngọc. Các con được dâng lên nguyện báo hiếu thì con xin quỳ. Nên đây các con quỳ xuống trước linh sản của cha. Con lạy cha hai lần. Thưa với các ông các bà là con của như thế này. Lạy thứ nhất là cha đã sinh ra các con. Và lạy thứ hai đó là cha đã nuôi các con được trưởng thành. Đến giờ này để các con báo hiếu cho cha như thế nào. Thì vợ chồng con là Tiên, con là Hào. Con phát tâm thưa vâng linh cha 500 ngàn này là khóa lễ để cho anh em chúng con được dâng lên. Kính mời cha kính hưởng. Sau đây để đoàn là chiếu suy hưởng bắt đầu. Ôi hỏi anh linh hồn cha chơi thật tâm cha chú rể, tôi toàn chú thì
Nhưng khi mà cứ mạnh khỏe buổi sớm đến chỉ buổi chiều, chú ra thăm các cháu ở ngoài đó, thì chú cháu tay bắt mặt mừng, giúp bầu tâm sự, lại có chén nước, chén trà, và chén rượu để chú cháu ngồi hàn huyên. Vậy thì bây giờ chúng tôi sẽ có một cái phần rượu, trước hết là xin đỡ cho ông Tình và đỡ cho ông Quỳ hay ông. Thế thì hai bên chúng tôi sẽ đội cái lễ này của ông Tình và đội lễ của ông Quỳ lên trước kinh sàn và làm lễ cho thay cho hai gia đình qua lễ này, để mong cũng chứng cho các gia đình các ông các bà mạnh khỏe, con cháu ngoan hiền và làm ăn gặp nhiều may mắn. Chúng tôi sẽ thông báo giúp ông Linh của cụ và gia đình nắm được. Và đây là chúng tôi tiếp tục bắt đầu. Kính thưa cụ, vừa rồi chúng con đã đỡ cho ông Tình và con Hương đệ tử của thầy chúng con đã lên có một là chén rượu để mời cụ và gia đình cháu Quỳ Luyến quay cụ bằng chú rể và chồng cháu và gia đình cũng có một tuần rượu được dâng lên qua đoàn đẹp trước trước vong linh của chú tối hôm nay để mong chú nhận lễ cho gia đình chúng con.
đó cho gia đình các con của cụ Năm là cháu ngoại của con Lê Bằng cầu một phần hương lên trước đình sàn để thờ cầu thêm nay để mong cầu đón nhận tình cảm này cho con cháu của cầu. Sau đó là trong đoàn sẽ đi vào làm trò để thờ cụ đêm nay và trong đoàn tiếp tục đi xuống đò có những tiếng khóc đỡ đần cho các cháu của cụ yêu cầu và đoàn chưa làm được. Vâng, bây giờ thì cũng thời gian nó cũng có hạn vào buổi tối. Thế thì trong đoàn xin phép gia đình các cụ và bà con nhân dân xóm làng quý khách các bậc thôn gia để cho chúng tôi sẽ ra hát trò để tiễn đưa cụ về suối vàng gần bác mẹ và đêm nay chuyến đò đưa cụ sang Tây Trúc. Trước khi cụ về Tây Trúc thì ông lái chèo không bắt máy chèo sẽ đưa cụ Hứa Văn Phán đi 36 thẻm chùa trước là cụ đi lễ Phật để cầu bình an, cụ đi lễ thánh để cầu cho con người con của con cháu của cụ được tươi tốt và bình an mạnh khỏe. Sau đây để cho đồng đoàn sẽ xin phép các cụ và gia đình để bàn trò và bàn cầu cho cụ được tốt. Sau đây đoàn xin được bắt đầu.